cả mọi người, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Và ra ok, lại là một ván trải bài như thường nhật nữa đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái topic, đó là cái kết cho những dự định. Thì Dia nghĩ là do là một cái năm nay là một cái năm mà quá là nhiều những cái rắc rối đi. Và Dia biết luôn là có rất là nhiều những cái dự định của các bạn, cũng như cả của cả Dia nữa, nó lỡ dở và mình mất rất nhiều thời gian cho cái đại dịch vừa qua. Vậy thì cái nửa năm còn lại chúng ta, những dự định đó liệu nó có được tiếp tục một cách tốt đẹp hay không? Liệu cuối năm nay những dự định đó nó có đem lại cho chúng ta một nồi cơm ấm áp cho ngày Tết nó sao không? Đó, cái đó là cái quan trọng. Nên ngày hôm nay tôi biết chúng ta là cái kết và những dự định. Như thường lệ, Dia có 4 tụ bài, 1, 2, 3 và 4. Mọi người hãy cởi mở khi đón nhận những cái tụ bài này nha. Còn bây giờ thì hãy nhắm mắt lại, chọn cho mình 1, hoặc là 2, hoặc là 3, hoặc là cả 4 tụ bài, để mà mình cảm thấy là ồ, để xem có cái gì mix với mình không nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 1 với viên đá màu xám. Em sẽ để viên đá ở đây nha. Để trả lời cho cái câu hỏi này là cái kết và những dự định của các bạn, cái kết của những dự định của các bạn nó sẽ như thế nào, thì đầu tiên đi phải nhìn thấy xem hiện tại bạn đang làm gì, hoặc hiện tại những cái dự định của bạn nó là cái gì. Wow, chúng ta có lá 2 gậy, 8 cấp, 9 tiền, 3 cấp và lá thế giới, The World. Đi có một cái dự cảm giống như là các bạn chọn tụ bài số 1 á. Các bạn đang có một cái dự định làm về kiểu đầu tư, hoặc là hợp tác với một người thứ ba nào đó, có thể là bạn bè của mình thôi, hợp tác vui để mình lấy tiền ăn chơi đó, hay kiểu giống vậy. Mình cảm nhận là bạn đang có một cái sự đầu tư, hoặc là dự định muốn làm một cái gì đó, giống như là bỏ tiền để hợp tác để từ đó sinh ra lợi ích. Tuy nhiên có thể là vì một vài vấn đề gì đó mà hiện tại bạn đang dần bị nản. Bạn bị nản và bạn muốn bỏ quên cái câu chuyện đó đi. Wow, hơi tiếc ha. Vậy thì nếu mà bạn tiếp tục thì cái kết quả của cái câu chuyện này sẽ như thế nào? Những bạn tụ bài số 1, Đi nhìn thấy là sẽ sớm thôi có những cái người sẽ đến giúp đỡ bạn. Sẽ sớm thôi sẽ có người đến giúp đỡ bạn. Nếu hiện tại cái khó khăn của bạn nằm ở vấn đề là bạn không có nguồn vốn, hoặc là nếu cái khó khăn của bạn là hiện tại bạn chưa có người dẫn dắt, thì sắp sửa bạn sẽ có một cái mối quan hệ để họ giúp đỡ bạn rất là nhiều. Ok, đó là cái cách nhìn về trong cái vấn đề là bạn hợp tác hoặc là bạn kinh doanh. Còn một cái cách nhìn khác, cái dự định của cái bạn này thì Đi nhìn thấy giống như là cái năm nay bạn đang đặt ra cho mình một cái đường hướng là vậy như cuối năm là bạn phải có được số tiền, hoặc là cuối năm thì bạn phải đạt được một cái thành tựu nào đó. Thì đây chính là cái việc rằng là có thể là trong khoảng thời gian qua bạn bị cản trở bởi quá nhiều những cái yếu tố xã hội, yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình, yếu tố mối quan hệ xung quanh bạn. Nó có khá là nhiều những cái yếu tố cản trở bạn, nhưng mà chẳng sao cả, bạn sẽ sớm thôi có một cái người đến để giúp đỡ bạn. Ok không? Rồi, chúng ta tiếp tục với ba lá tới để đi xem cho các bạn là vậy thì cái cơ hội, cái phần trăm khiến cho cái câu chuyện này nó khiến cho cái định hướng này nó tốt hơn, hoặc là cái cơ hội từ cái định hướng này của bạn nó là cái gì ha. Ở đây chúng ta có lá 8 kiếm, lá 7 gậy, lá 9 gậy. Wow, chết rồi, sao vậy ta? Đi cảm nhận giống như là Đi cũng không có muốn khuyên bạn từ bỏ gì hết, nhưng mà thật sự là Đi cảm nhận luôn, nếu mà ở hiện tại á, bạn phải cần một cái sự suy nghĩ kỹ càng. Bạn cần có một cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng lại về cái vấn đề dự định của bản thân mình. Bởi vì Đi nhìn thấy có quá nhiều những cái cản trở, hoặc là chính bản thân bạn cũng là cái người chưa có sẵn sàng cho cái dự định này. Mở bài ra, chúng ta thấy có 2 gậy, cho thấy được rằng là rất có thể trong khoảng thời gian này những bạn chọn tụ bài số 1 á, bạn đang bị lạc lối, hoặc bạn đang không biết phải làm cái gì, và bạn đang có xu hướng rời bỏ đi lá 8 cấp. Nhưng vì một cái lý do nào đó mà bạn vẫn còn đang cố gắng kiên trì. Có thể là bởi vì bạn nể nang, hoặc là bởi vì bạn nghĩ đến thế cục chung. Nếu mà bạn đang hợp tác chung một ai đó thì bạn đang nghĩ đến cái thế cục chung của tất cả mọi người. Nhưng mà sẽ sớm thôi bạn có được những cái mối quan hệ mới nè. Two of Water nè, Queen of Earth nè, thì đó chính là cái kết quả là nếu mà bạn tiếp tục làm như những gì bạn đang làm thì Đi cảm thấy là đúng, bạn đang đi cái con đường đúng đó. Còn cái dự định này của bạn, nếu mà bạn vẫn Đi không biết là bạn đang làm theo hướng nào, nhưng mà dù như ở đây Đi cảm thấy là những cái bạn chọn tụ bài số 1 bạn đang có hơi hướng muốn bỏ nó đi á, thì cái kết quả của cái dự định của bạn, của những bạn trong tụ bài số 1 có vẻ là nó hơi dở dang, nó phải tạm gác. Có lá 9 gậy đây, có thể là nó cũng không có tiến triển gì nhiều, có thể là bạn sẽ phải tạm gác cái dự định này của bạn lại để cho tới năm sau rồi bạn mới làm được.
Ok, ở đây thì Dia có lấy ra cho bạn một cái lá bài trong một bộ Oracle. Đây là một cái lá bài quẻ số 23. Quẻ số 23, chết rồi. Xấu quá, cái tượng quẻ quá xấu bạn à. Cái tượng quẻ thật sự xấu nha. Đây là quẻ số 23, quẻ nó tên là Sơn Địa Bát. Cái ý nghĩa của cái lá Sơn Địa Bát có nghĩa là những cái việc làm không có được thành công, hoặc là bị vụn vỡ, hoặc là bị vỡ kế hoạch. Thì đây hãy cẩn thận nha, hãy cẩn thận. Mặc dù ở đây đã nhìn thấy là mon men đâu đó là nhìn thấy bạn cũng đang muốn từ bỏ cái dự định của mình rồi đó. Nhưng mà cẩn thận, Dia vẫn nói là hãy cẩn thận, hãy cẩn trọng trước những cái quyết định của bản thân. Ok, còn bây giờ thì kết thúc thôi. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2 với viên lapis màu xanh dương. Đi sẽ để nó nằm ở đây nha. Đầu tiên để trả lời cho cái câu này là cái kết cho những dự định của các bạn đó là như thế nào, thì đầu tiên đi phải biết là cái dự định của bạn nó đang như thế nào hoặc nó là cái gì cả. Đi có lấy ra 5 lá bài cho bạn đây. Wow. Oh, cái bạn mà tụ bài số 2 này nè, Đi cảm nhận là bạn có một cái nét khá là giống với bạn tụ bài số 1, là các bạn đang có một cái cuộc đầu tư, hoặc là các bạn đang có một cái việc làm nhóm, hoặc là bạn đang làm ở trong một cái công ty, hoặc là trong cái nhóm người nào đó. Đây, Three of Pentacles, làm việc nhóm. Rất có thể là cái dự định của bạn á là cuối năm nay bạn đang mong muốn là bạn sẽ đi đâu đó du hí hoặc là thay đổi việc làm. Bởi vì Đi cảm thấy có một cái hành trình rong ruổi nào đó trong cái dự định của bạn ở trong đâu đây. Một hành trình rong ruổi nào đó ở đâu đây nha. Và cái kết của nó, cái điều mà nó đang muốn nói là Page of Cups, thì bạn đang muốn hướng đến cái cuộc hành trình của cảm xúc, hoặc là bạn đang có một cái dự tính đi chơi. Ở đây thì nó cũng không hẳn nói là cái sự đi chơi nữa mọi người à, bởi vì nó không có cái lá gọi là lá Six of Swords để nhìn thấy là mình nói là mình đi chơi, mà ở đây chỉ ra thấy là bạn đang muốn có một cái sự thay đổi, một cái cuộc hành trình, một cái sự định hướng mới, hoặc là muốn có một cái gì đó mới trong cuộc sống. Bạn không phải là đầu tư theo cái kiểu là mọi người đang có một cái công việc chung rồi bạn nhào vô bạn đầu tư, thì cái đó không đúng. Mà cái này á, bạn đang đầu tư theo cái kiểu là bạn đang có làm việc, mà bạn đang làm việc với một cái nhóm, ví dụ là như vậy, và bạn cảm nhận là bạn đang cố gắng để chắc chiêu dành dụm để cuối năm nay bạn sẽ có một cái dự định nào đó mới, cái dự định mà bạn chưa có nghĩ tới, hoặc là cái cuối năm nay cái dự định nào đó nằm ở cuối năm để cho một cái sự phát triển cá nhân. Đi nhìn thấy nó như thế nào, đi chỉ kể nó như thế nào thôi ha. Cái tiếp, Đi muốn nhìn thấy vậy thì cái kết quả của cái điều này nó sẽ ra sao. Wow. Rồi, mấy bạn nào mà chọn tụ bài số 2 thì tôi xin chúc mừng nha. Kết quả nó vẫn tốt đẹp, nó rất là tốt đẹp luôn. Bạn có lá King of Earth, là King of Pentacles, là vua tiền đó. Lá Emperor, lá Queen of Fire, là Queen of Wands, là là nữ hoàng lửa. Ở đây cho thấy là bạn hội tụ đủ những yếu tố là nhiệt huyết và độ bền bỉ. Thêm nữa là bạn có cái sự thúc ép bản thân. Nhưng cái sự thúc ép bản thân ở đây á, Dia xin được sử dụng theo cái kiểu giống như là bạn không phải thuộc cái dạng là thúc ép bản thân kiểu là quá quá gây gắt để mà mình phải cố gắng sao làm cho được. Tức là bạn có một cái plan, hoặc là bạn có một cái dự tính, hoặc bạn có một cái dự định nào đó, và bạn chỉ làm theo đúng cái dự tính dự định của bạn thôi. Bạn cũng chẳng có phải gọi là cần ai thúc ép, bạn cũng không cần phải tạo sức ép bản thân gì quá nhiều. Bạn có một cái gọi là bạn có một cái kế hoạch và bạn chỉ đi theo cái kế hoạch đó thôi. Cho nên là cái khuôn mực của bạn cũng rất là flexible, cũng rất là linh hoạt đó. Cũng rất là linh hoạt. Tiếp thì cái kết quả của cái câu chuyện này thì sẽ rất là tốt. Thôi, cái kết quả của câu chuyện này là một cái kết quả tốt, cho nên là những bạn chọn tụ bài số 2 là chẳng cần phải lo lắng rồi đó. Tiếp thì Đi muốn nhìn thấy rằng vậy thì những cái cơ hội nào sẽ đến với bạn trong cái định hướng này, hoặc là trong cái dự định này của bạn. Ok, bạn có lá 10 kiếm ngược, lá Knight One ngược, và lá Ace of Wands ngược chiều. Tất cả đều ngược chiều hết bạn nha. Cái cơ hội cơ hội đây á, có thể là bạn sẽ được mở ra cho mình một cái đường hướng mới để đi làm, hoặc đường hướng mới để đầu tư, để phát triển một cái điều gì đó. Đi cảm nhận như vậy. Có thể bạn sẽ sắp có một cái sự thay đổi theo cái kiểu là cuối năm nay bạn đang có một cái dự định cho cái chuyến đi, cho một cái sự thay đổi nào đó. Có thể đi là rời khỏi công ty, nó cũng là đi, hoặc là thay đổi một cái gì đó, thay đổi cái bố cục sống của bạn ngay lúc này. Đó, thì là cũng một sự thay đổi, một sự rời đi. Nhưng mà trên hết thì Đi nhìn thấy cái sự rời đi này của bạn nó tốt, bởi vì nó mở ra cho bạn những cái cơ hội làm ăn mới, hoặc là mở ra cho bạn một cái môi trường mới để làm việc. Nó tốt. Và có thể những cái stress, hoặc là người ta gọi là những cái căng thẳng của bạn hiện tại á, và những cái mối lo của bạn trong khoảng thời gian này thì sẽ vơi đi, sẽ gọi là, dùng cái chữ tan biến này hơi kỳ á, sẽ có cái sự thay đổi rất là tích cực.
Ở đây đi có lấy ra cho các bạn một cái lá bài trong một bộ Oracle. Cái lá bài này thì là nó được vẽ theo cái phong cách của I Ching, tức là kinh dịch các bạn, kinh dịch. Thì đây là quẻ số 14 với cái tên là Hỏa Thiên Đại Hữu. Cái ý niệm của cái lá này có nghĩa là làm việc chắc chắn, làm việc gì cũng rất chắc chắn, làm việc gì cũng rất là biết làm là sẽ được. Cái này kiểu giống vậy, làm là sẽ được, làm là sẽ thành công. Nên đây có thể nói về bạn, cái lá này đã đang nói về bạn, nói về những cái dự định của bản thân bạn, cho thấy được việc là bạn là một người làm việc thì rất là chắc chắn. Và bạn có một cái đường hướng, như hồi nãy đi nói là bạn có cái đường hướng đúng đắn, cho nên rất là có thể những cái dự định hiện tại của bạn sẽ thành công. Và nó còn mở ra cho bạn một cái tương lai mới nữa cơ. Ok, tủ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tủ bài số 3 với viên đá màu vàng cam. Ở đây thì đặt ra cái topic rằng là cái kết cho những dự định. Đầu tiên chúng ta hãy xem những cái dự định của bạn nó là gì hoặc nó đang như thế nào. Thì đi lấy cho các bạn 5 lá bài ra nhé. Ok, hãy cẩn trọng nha, đi cảm nhận giống như là cái dự định của bạn đang bị trì hoãn, hoặc là bạn đang phải đơn độc, bạn đang phải độc hành để xử lý một cái vấn đề khó khăn nào đó trong cái câu chuyện của bạn. Rất có thể là cái khoảng thời gian vừa rồi sau cái sự trì hoãn thì bạn cũng đạt được một vài những cái thành tựu nhất định cho những cái dự định của mình. Tức là chúng ta có một cái dự định lớn đúng không? Thì trong cái dự định lớn đó, nếu mà bạn muốn làm được hết cái dự định lớn đó, bạn phải hoàn thành được những cái nhiệm vụ nhỏ thì ok, đi đã nhìn thấy là bạn cũng hoàn thành được một số cái bước đầu tiên rồi. Nhưng mà dường như ở ngay lúc này bạn đang gặp một cái rắc rối khá là lớn mà không ai có thể giúp đỡ được bạn cả. Có thể rắc rối này liên quan đến chuyện tiền bạc hoặc là cái khả năng của bản thân. Khả năng bản thân ví dụ như là sếp giao cho bạn một cái công việc nào đó nhưng mà bạn không biết làm, thì ngay lúc này bạn phải tự học cái cách mà làm nó. Để đơn giản là bạn là một cái người muốn chứng tỏ rằng là bạn làm được, có thể kiểu giống vậy. Bạn muốn để thì là bạn là một người đa di năng, cho nên rằng là bạn không có gọi là từ chối cái việc làm này, mà bạn gọi là cố gắng làm nó bằng cách là bạn tự làm, tự học, tự đang gọi là vừa học vừa làm. Ok không? Rồi, đó là hiện tại của bạn đang gặp những cái khó khăn ha. Vậy thì đi muốn nhìn thấy rằng là cái kết quả của nó là gì. Hãy cẩn thận giúp đi, thật sự cẩn thận nha. Đừng vội mừng những cái bước đầu. Có thể là vừa qua có ai đó giao cho bạn một cái nhiệm vụ nào đó, hoặc là cái định hướng của bạn trong tương lai ấy, bạn đã làm được một phần rồi, bạn cảm thấy rất vui, bạn cảm thấy rất là ưng ý về nó. Nhưng mà khoan, đừng vội mừng về nó, mà hãy chậm rãi lại, xem xét thật kỹ lưỡng những cái yếu tố xung quanh mình. Ở đây bạn có lá The Tower, một cái lá vô cùng xấu luôn nha các bạn nha. Có thể là bạn sẽ phải bị thất vọng trong khoảng thời gian tương lai, cái kết quả nó cũng sẽ không được như những gì bạn mong muốn đâu. Bên cạnh đó bạn còn bị bàn ra tán vào, bị cười nhạo, hoặc là bị nói, bị xỉa xói này nọ kia, rất là mệt mỏi nha. Hãy cẩn thận giúp đi. Tiếp, vậy thì từ trong cái rắc rối này, từ trong cái định hướng này, bạn sẽ có được gì nữa? Bạn sẽ có được cái cơ hội gì từ nó? Ở đây chúng ta có lá The Sun. Sau khi cái tòa tháp của bạn nó sụp đổ thì mặt trời đã hiện ra rồi đó bạn. Ok, có thể rằng là cái công việc này thì bạn làm không được, nhưng mà người ta đánh giá rằng là trong khoảng thời gian qua bạn đã có cái sự cố gắng hết sức là nhiều. Cho nên người ta vẫn thừa nhận cái khả năng của bạn. Có thể rằng là cái định hướng của bạn là 10, nhưng mà để làm được cái định hướng của bạn thì bạn đã phải vận dụng cả 90% năng lượng của bạn rồi. Và người ta cảm thấy là những gì mà bạn bỏ ra, cái quá trình của bạn rất là đáng để khích lệ. Cho nên rằng là sắp tới, sau cái dự định này có thể nó sẽ không thành công, nhưng mà rồi nó sẽ mở ra cho bạn thêm những cái cơ hội mới rất là tốt đẹp nha. Ok, chúng ta đến với lá bài cuối cùng của bạn ở đây. Lá bài này thì đi lấy ra từ trong một bộ Oracle. Nó lấy được ý tưởng từ là I Ching, là kinh dịch á. Ở đây các bạn có lá số 47. 47 cái nghĩa tên quẻ là Trạch Thủy Khốn. Trạch Thủy Khốn nó mang một cái ý nghĩa là sự phiền muộn, hoặc là lo âu, hoặc là một cái tình trạng bất ổn cho bạn. Thì hãy cẩn thận, bởi vì nó đưa đến cho bạn một cái hình ảnh không được tốt. Cho nên bạn hãy nhìn đi, cái con người này đứng ở giữa hai cái vách đá, họ như bị chen giữa hai cái vách đá vậy, giống như là bị đứng như một cái thế giữa mà phía trên phía dưới đều không có một cái gì cản họ lại, hoặc là không có gì mà để họ đứng vững hết, cho thấy một cái tình thế rất là lấp lửng lững lơ. Cho nên hãy cẩn thận thực sự đi, cảm thấy là bạn chọn tủ bài số 3 phải thực sự cẩn thận về những điều mình đang làm, bởi vì
nếu mà bạn không biết chỗ nào thì bạn có thể nhờ sự giúp đỡ, hoặc là bạn đang không có ai giúp đỡ bạn thì khoan vội xử lý cái việc đó, trừ phi cái việc đó nó phải cần gấp rút lắm thì bạn mới cần phải tự thân vận động làm hết tất cả, còn không thì hãy nhờ một người nào đó có cái kiến thức để đến giúp bạn, ok, thì nó sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều. Còn ngay lúc này đi cảm thấy là bạn đang tự bơi á, tự bơi thì vô cùng là rủi ro luôn nha các bạn nha, tự bơi là rất là rủi ro, cho nên hãy cẩn thận. Tụi bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 4 với viên đá màu xanh min lốm đa lốm đốm ở đây. Rất là đẹp ha. Rồi, để bắt đầu trả lời cho câu hỏi rằng là cái kết và những dự định của bạn nó sẽ như thế nào, thì bây giờ Dia sẽ lấy ra cho các bạn những lá bài sau. Wow, The Hermit, For Sure. Đi cảm nhận là dường như cái dự định này bạn đã nuôi từ rất lâu rồi, chứ không phải là trong năm nay đâu, mà bạn nuôi có thể là 2-3 năm trời rồi á. Bạn đã đi một cái quãng đường rất dài với cái dự định này. Cái tiếp theo là có thể, mặc dù á là cái dự định của bạn nó cũng bị trì hoãn trong khoảng thời gian qua, nhưng mà bạn không vì thế mà nản. Hiện tại thì bạn đang cố gắng làm thật nhanh và cố gắng tăng tốc để mà khiến cho cái những cái gì mà bạn đang mong muốn, những cái dự định mà bạn đang hướng tới á, nó được suôn sẻ hơn. Ở đây bạn mình có thêm lá 10 gậy thì cho thấy là bạn đang rất là áp lực, bạn đang đặt cái áp lực trên bản thân mình rất là nhiều, hoặc là cái trọng trách mà bạn đang mang trên mình cũng rất là nhiều. Nhưng mà đi hy vọng là trọng trách càng cao, áp lực càng cao thì bạn cũng sẽ có một cái tinh thần thật tốt để mà bạn có thể hoàn thành được cái dự định này nha. Tiếp đi, có lấy ra 3 lá cho cái kết quả. Oh my god, kết quả là lá 7 cấp ngược, 10 kiếm ngược, 9 cấp ngược. Thật ra bạn cũng không vui lòng gì đâu, nhưng mà nó vẫn tốt nha. Cái kết quả cuối cùng thì nó vẫn tốt, có thể nó sẽ mở ra cho bạn những cái con đường mới. Nhưng mà tại sao lại mở ra con đường mới? Bởi đơn giản là cái dự định của bạn á, có thể là bạn là muốn đi đến điểm A, nhưng mà bây giờ trong cái lịch trình của bạn lấy ra là đến điểm A bạn chỉ cần là từ B đi đến A, nhưng mà không, bây giờ vì một số cái lý do nào đó bạn phải từ B quá gian qua C, quá gian qua D rồi mới đi được đến A đó. Cho nên nó thấy là cái con đường bạn đang sẽ có những cái sự trông gai, nhưng mà đừng lo lắng, đừng lo lắng vì á là ở đây á bạn vẫn có những cái lá bài rất là tốt đẹp, lá 9 nạp khắp, 9 water là 9 of water, nó để ở đây nó thể hiện là bạn vẫn sẽ khá là vui vẻ, hoặc bạn vẫn sẽ cảm thấy là bạn chấp nhận được những cái điều mà cuộc sống nó đang đưa đến cho bạn. Có thể dự định bạn không có được như những gì mình mong muốn, nhưng mà đến cái kết cuối cùng thì nó vẫn là tốt, ok, đến cái kết cuối cùng thì nó vẫn là tốt. Ở đây đi lấy ra thêm 3 lá để xem vậy thì bạn có được một cái cơ hội mới, hoặc là cuộc đời nó có khơi mở ra cho bạn một cái cơ hội mới hay không. Ở đây bạn có lá 8 tiền, lá 10 gậy và lá 6 tiền ngược, 8 tiền ngược và 6 tiền ngược. Aha, có, nó sẽ mở ra cho bạn những cơ hội mới, nhưng bạn là cái con người của trách nhiệm, bạn làm cái gì cũng rất là trách nhiệm, bạn đặt trách nhiệm đi lên cái hàng đầu luôn á. Đây, 10 gậy, và ở đây cũng có thêm một lá 10 gậy nữa, nên cho thấy là bạn làm cái gì cũng rất là trách nhiệm nha, bạn làm cái gì cũng rất là tốt, bạn làm cái gì cũng rất là định lượng, rất là đo cân đong đo đếm, và bạn có một cái tinh thần tốt trong cái việc làm việc hoặc là hợp tác với một ai đó. Cho nên là đi đánh giá rất là cao những cái bạn nào chọn tụ bài số 4 đó, bởi vì bạn có một cái tinh thần làm việc rất là đồng đội, rất là chuyên nghiệp, chứ không phải ớt a ớt ở đâu, ok. Chúng ta có một cái lá bài thông điệp cho bạn từ bộ bài Oracle. Cái lá bài này nó được vẽ theo I Ching, tức là kinh dịch. Thì ở đây bạn có cái lá của cái lá quẻ số 1, quẻ thuần càng, thể hiện việc là sắp tới bạn sẽ phải tiếp nhận hoặc là đảm nhận một cái công việc nào đó mới, và bạn sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Đôi khi cái sự tiếp nhận hoặc là đảm nhận cái việc đó sẽ được nhìn thấy góc độ là bạn đang tới thời, hoặc là thời vận của bạn đã tới rồi á, lên, bắt đầu nó lên, ok không? Thời vận của bạn đã tới rồi. Và đi hy vọng, đi chúc cho các bạn tụ bài số 4 sẽ được như ý nha. Ok, tụ bài số 4 kết thúc. Ok, cuối cùng thì ván trải của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đi cảm ơn rất nhiều những cái sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Và để ủng hộ cho Đi thì các bạn có thể bấm like, subscribe, hoặc là chí ít cũng có thể là share, subscribe và share cái fanpage, share cái kênh của Đi. Tự nhiên tôi nói kênh fanpage đó là cái gì? Kênh của Đi. Và sắp tới thì Đi cũng sẽ ra mắt tập tiếp theo, những cái tập tiếp theo của Kể Đi Đi Nghe, cho nên Đi cũng cần những cái sự ủng hộ của bạn bằng cách gửi những cái câu chuyện của mình về với cái link đăng ký gửi bài cho Đi á, nó nằm ở phía dưới cái phần mô tả, cho nên các bạn có thể gọi là
truy cập vào đó để bạn gửi bài về cho Dia và Dia cảm ơn rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì thời lượng chúng ta đã hết rồi. Tạm biệt các mọi người và gặp lại mọi người trong Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.